Xin chào các bác nhá. Tiếp theo là một con viền đen 12.000 BTU đời 2011 các bác nhá. Đời 2011 này là cái đời duy nhất của cái dòng viền đen này mà nó có cái hiển thị số nhiệt độ phòng ở đây các bác nhá. Từ 12 trở lên là không có nữa. Đấy, con này là đầu 28 tương đương với máy 12.000 BTU, có thể sử dụng được trong phòng từ 9m² cho đến tầm khoảng 16m² các bác nhá. Đấy, tùy vào cái độ cao của phòng và cái độ nóng của phòng nữa. Toàn bộ máy là máy đồng bộ, sơn zin nguyên bản, mạch nước là còn nguyên zin hết, chưa sửa chữa gì các bác nhá. Đấy. Máy đẹp không nứt vỡ. Đấy, cục nóng và cục lạnh phải đồng bộ với nhau các bác nhá. Toàn hàng em tuyển chọn rất là kỹ rồi. Và test hoạt động ok tất cả các chức năng các bác nhá. Đấy, giá con này đầy đủ phí bao phí ship này, đổi nguồn này và khiển này là tổng cộng là 12.800.000 các bác nhá. 12.800.000. Em bao ship toàn miền Bắc cho các bác. Đấy, và máy đã test dọn ngon lành. Dọn vệ sinh sạch sẽ. Đấy, nói chung là sạch như cái lúc mà vừa xuất xưởng các bác nhá. Dọn không có hột bụi nào luôn đấy. Tất cả các bác mà đã nhận máy của nhà em bán ra thì biết rồi. Dọn rất là kỹ. Đấy, các bác cứ đi tham khảo tất cả giá của các anh em khác bán nhé. Đấy, và toàn bộ những con máy em bán ra chọn rất kỹ, kể cả những cái đế này. Những cái đế này vẫn phải màu nó vẫn phải sáng và nó chưa bị thâm. Đấy, các bác đi mua thì các bác nên tham khảo nhiều chỗ bán và tham khảo nhiều cái máy vào. Thì các bác làm sao mà chọn được cái con nào mà nó ưng ý nhất, hợp lý nhất trong cái tầm tiền các bác bỏ ra nhé. Đấy, đầu quay cục đổi nguồn của nó là đã là 450.000. Đấy, em mua 450.000 thì em cộng thêm 450.000 vào. Bác nào ở nhà có đổi nguồn rồi thì trừ cái tiền đổi nguồn đi. Đấy, có nghĩa là không lấy đổi nguồn thì trừ 450.000 đi. Tất cả những cái đấy là bọn em cũng phải đi mua thêm. Đấy, thế là em cộng luôn vào thành cái giá máy để cho nó gọn cho các bác. Đấy, trừ những cái linh tinh đi thì cái máy này nó cũng chỉ còn tầm khoảng hơn 11 triệu thôi. Đấy, phí vận chuyển đi toàn miền Bắc là nó bây giờ dịch bệnh này nó, người ta cũng lấy em tầm 300.000 bộ ấy. Chứ cũng không rẻ đâu. Dòng này là dòng VIP của máy Pana Nhật rồi các bác nhé. Đấy, nó sẽ đầy đủ tất cả các tính năng mặt dâng này, Eco Lavi siêu tiết kiệm điện và cảm biến thân nhiệt ấy, khử khuẩn khử mùi Nano E, tự dọn dàn vệ sinh. Đấy, tự động dọn dàn lạnh. 12.800.000 các bác nhé. 12.800.000. Đấy, và cái dòng viền đen này năm nay cũng rất là ít hàng thôi. Các bác cứ tham khảo tất cả những cái cửa hàng lớn bán lâu năm rồi, năm nay cũng không thể có nhiều hàng luôn. Và bên em vẫn còn rất nhiều viền đen các bác nhé. Em chỉ tuyển chọn, em bán mỗi dòng này thôi. Tại vì năm trước em có bán thêm mấy hãng nữa, nhưng mà có mỗi cái hãng, có mỗi hãng Pana này. Và riêng cái dòng này là máy chạy khỏe này và lành nhất. Đấy, hoạt động rất là êm ái, bác nào nhận máy thì biết. Những cái này là cái xước xác ngoài da các bác nhé, vận chuyển không thể tránh khỏi được. Đấy, quan trọng là cái chất máy của mình nó còn nguyên vẹn. Chứ còn những cái mà đây, những cái mặt này, những cái nan nhựa này thì em còn giữ cho các bác, như này là quá đẹp rồi. Đấy, đây là toàn nan nhựa nhé, về không bị gãy như nào cả. Còn những cái vết xước xước này, xước tôn này, đấy nó là bệnh ngoài da rồi, xước ngoài da rồi, vận chuyển không thể tránh khỏi được. Đấy, cục nóng của con 12.000 BTU này, nhưng mà nó đến 40kg các bác nhé, 40kg. Đấy, thì cứ hỏi vì sao là máy Nhật nó chạy lại êm và bền và cái độ mát lạnh của nó lại dịu, nói chứ nó không bị sốc như cái hàng Việt Nam. Đấy, đây lý do các bác này. Đấy, cục nóng của nó là 40kg cơ, và cái mặt lạnh ở trong khối trong nhà này là 14kg. Khi bán cho các bác thì em sẽ có đầy đủ cái tôn, cái giá đỡ của mặt lạnh này. Đấy, nhưng có nhiều chỗ bán là các bác không hỏi kỹ là người ta cũng không gửi cho bác cái giá đỡ mặt lạnh đâu. Cái giá đỡ mặt lạnh này nó rất là nặng, 14 cân mà không có cái tôn xịn của nó đấy, không có cái tôn nguyên bản nó ấy, thì các bác treo bằng cái giá đa năng ấy nó rất là ọp ẹp. Khi mua máy ở bên em này các bác cứ yên tâm một điều là cái nào cũng vẫn còn cái tôn zin của nó hết, nên treo lên nó rất là chắc chắn. 12.800.000 nhá. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.